Chiều nay ngày 16 tháng 11, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và làm việc với báo Nông thôn Ngày nay, báo điện tử Dân Việt. Tại buổi làm việc, nhà báo Lưu Quang Định, tổng biên tập báo Nông thôn Ngày nay, báo điện tử Dân Việt cho biết, báo Nông thôn Ngày nay là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Hiện báo có hai sản phẩm chính là báo giấy Nông thôn Ngày nay và báo điện tử Dân Việt. Ngoài ra, báo còn có tạp chí Thế giới Tiếp thị, các truyền trang Dân Việt TV, E-Time, thu hút hàng triệu bạn đọc mỗi ngày. Phát biểu tại chuyến thăm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của tập thể báo. Ông cho biết, từ lâu đã có tình cảm sâu sắc với báo Nông thôn Ngày nay, báo điện tử Dân Việt. Là nước truyền thống về nông nghiệp, và nếu không có nông nghiệp được phát triển, với mức gì vừa qua thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nên đến tờ báo này, cũng qua đó thì góp phần đến với mọi nhân dân, đến với bà con nhân dân. Thì Nguyễn Vũ chỉ về ngắn gọn cái thành tích 10 năm của báo điện tử, đúng không? Anh hiểu không đấy? Thế thế thì cái chung á, chỉ nói không theo dõi sát gì, đúng không? Nhưng mà nghe những tiến bộ của mình từ một phương tiện, ba phương tiện, đúng không? Nhiều công cụ với số bạn đọc như vậy, có những hình thức ổn định chuyên đề ngoài báo chí như các sự kiện trên thường hàng năm, đúng không? Các cuộc gặp gỡ rất có ý nghĩa. Tôi thấy rất là trân trọng và nghĩ rằng đấy là đương nhiên. Bên cạnh đó, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân cũng đặc biệt nhấn mạnh việc thông tin về đời sống của nông dân, nông thôn phải được tuyên truyền đậm hơn nữa. Một đất nước muốn phát triển mạnh, phải có dân chủ, người dân phải được lắng nghe. Trong đó, tiếng nói của báo chí rất quan trọng.